Thưa quý vị, việc rút hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh những năm qua là điều rất đáng lo ngại, sẽ khiến gánh nặng an sinh xã hội đè nặng lên vai nhà nước trong tương lai. Mới đây, tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã đề xuất hai phương án rút sổ bảo hiểm xã hội một lần. Mục đích là làm sao phải đảm bảo an sinh xã hội bền vững để mọi người lao động về già đều có lương hưu. Sau 8 năm đóng bảo hiểm xã hội, vợ chồng chị Thu đã quyết định rút sổ bảo hiểm xã hội một lần. Lúc ấy, tiền cầm về 120 triệu đồng, nghe thì to nhưng cũng nhanh tiêu hết. Giờ mở hàng bán cây cảnh, hơn 40 tuổi, chị mới tiếc về sự vội vã lúc đó. Nếu mà được nghĩ lại lúc ban đầu thì em sẽ dứt khoát em không rút ạ. Và cái số tiền đấy thì nó cũng không được bao nhiêu, là nó không đủ để mà mình cho cái việc kinh doanh của mình ấy, mình vẫn phải thay vay thêm ấy. Rút sổ bảo hiểm xã hội một lần đồng nghĩa với việc người lao động rời khỏi hệ thống bảo hiểm xã hội và tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân. Thế nhưng vì khó khăn, không có tích lũy nên nhiều người vẫn chấp nhận tiêu trước của để dành. Mặt khác, một bất cập về mặt chính sách đó là quy định đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu 20 năm mới được nhận lương hưu khiến nhiều người lao động khó đạt được. Tôi cũng có nghe nhưng mà thời gian mình đóng nó ít quá để tuổi bây giờ là cũng 40 rồi nên thời gian để hưởng bảo hiểm cũng lâu quá. Cái đó phương án tôi tính rồi nhưng mà có lẽ là công việc của tôi nó không được thuận lợi nên là tôi mới có cái ý định là rút bảo hiểm một lần rồi. Thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong 5 năm qua, bình quân mỗi năm có trên 800.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần. Số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần năm 2022 ước tính khoảng 895.500 người, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tôi thì cũng nhận thức là làm thế nào để mà nói cho người dân hiểu, để trong lúc này mà khó khăn nhất thời chưa tham gia được thì hãy bảo lưu cái thời gian ấy lại và khi có điều kiện thì được tiếp tục tham gia. Và bây giờ thì chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng nhà nước là anh có đóng là có hưởng. Tại dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề xuất hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên quy định hiện hành, tức lao động tham gia dưới 20 năm bảo hiểm xã hội và sau 1 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì được rút một lần. Phương án 2 là cho lao động rút một lần, song tối đa không quá 50% tổng thời gian đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Thời gian đóng còn lại được bảo lưu để sau này lao động đủ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Chúng ta cho họ rút một phần họ để lại thì chúng ta có thể sẽ tính toán lại xem cái mức họ. Nhưng quan trọng nhất là vẫn muốn cho họ quay lại, là họ tham gia thị trường lao động và tiếp tục tham gia đóng bảo hiểm xã hội và để họ có một cái khoản lương hưu. Nhiều ý kiến cho rằng việc siết hay nới điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần phải cân nhắc rất kỹ mỗi lần sửa luật. Làm sao để giữ người lao động ở lại lưới an sinh xong cũng phải thấu hiểu những khó khăn, tâm tư của họ để luật thực sự đi vào cuộc sống.